Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Yêu cây xanh của Bút Mực. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái vườn của mình. Như các bạn biết là để có một ngôi nhà mà có một cái khu vườn nữa thì đó là một cái điều mà rất nhiều người mơ ước. Đây là một cái không gian của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Nhiều bạn thấy là những cái thành phố này mà mình có một khu vườn mà vẫn có cái không gian thì rất là tốt, rất là thư thái. Các bạn thấy ở đây là những cái cây, cây mướp mình trồng ở đây. Thế các bạn thấy nó quả nó rất là sai luôn. Một cái dây này các bạn thấy là quả nó lên này, nó ra quả rất là sai. Đây một quả này, hai quả này, này các bạn thấy là ba quả này, bốn này, năm quả này, rất là to đẹp luôn. Đấy, sáu quả này. Đây, các bạn thấy là bảy quả này, tám quả này, nó vẫn tiếp tục ra tiếp. Các bạn thấy là nó lên rất là xanh. Đây những cái cây này hoa nó rất là sai luôn. Đấy, các bạn thấy cái gốc đây. Bên dưới này thì của mình để nước các bạn ạ. Đây là không gian toàn bộ cái không gian tầng 5. Các bạn thấy cái không gian tầng 5 của mình. Nếu mà nhìn ở một cái góc thế này thì các bạn thấy đây là nó một cái dây mướp rất là mê ly luôn. Cái quả nó rất là sai. Mà các bạn có thể ăn trực tiếp ở đây, các bạn không phải mua về để tủ lạnh luôn. Chỉ cần chạy lên là chúng ta có thể cắt được những cái quả mướp của chúng ta để sơi luôn. Đây các bạn thấy những quả như thế này. Rất là to đẹp luôn, phẳng phiu. Mập, rất là xanh. Đấy. Chúng ta có thể cắt những quả này cực kỳ là đẹp. Một cái dây như này là khoảng 9-10 quả luôn. Nó rất là xanh. Đấy. Bên dưới thì mùa nào thức đấy. Đây là toàn bộ cái không gian khoảng 80 mét vườn trên đỉnh cái tầng 5 của mình. Đấy, các bạn thấy cây bên này cũng vậy. Quả nó rất là sai luôn. Đấy. Mình cho sang cái vườn hàng xóm này. Quả ăn không là hết. Bên kia vì là ở đây trên này nó có nước nên cây mướp hoặc là những cái cây dây leo nó ăn dễ ra, nó rất là tốt. Đây các bạn thấy đây là một cái ống thoát của mình. Ống thoát này nó vợi đến mức này, nhiều người thì cứ bảo là phải ống thoát to hoặc là ấy. Đây là một cái ống thoát 60 các bạn ạ. Đây. Ở một cái tầng này thì nó khoảng 80 mét mà để độ 10 phân nước bằng này thì cái ống này nó chảy chỉ khoảng độ 10 phút thôi. Đây mình nhấc ra này thì các bạn thấy là nó cái nào nó chảy thẳng đứng, các bạn có thể chặn những cái lọc rác vào đây. Đấy. Thì nó sẽ hớ cái rác lại. Nhưng mà vì nó là cái ống thẳng đứng nên là nó chảy cứng bức, nó hút rất là nhanh, mình cũng không cần phải làm to. Đây là những cái gốc mướp nó ăn xuống. Các bạn thấy thì xong một lúc thì các bạn sẽ thấy nó cạn rất là nhanh luôn. Đây các bạn có thể xem trong cái khu này của mình đây. Đấy, những cây các bạn có thể trồng bất cứ những cây gì mà các bạn yêu thích trong cái khu vườn này. Đây các bạn thấy là những cái dây mướp nó ra đây, một cái dây một cái góc cơ này. Đây các bạn thấy không? 1 2 3 4 5 quả, 6 quả. 6 quả mướp cho một cái khu này. Đấy. Rất là mê ly luôn. Đấy. Các bạn có thể trồng dưa leo, trồng cây những cái cây ăn quả. Đây là những cây cây lan ý, các bạn thấy nó lên rất là xanh mướt luôn. Rất là xanh. Đấy. Đây là những cây gừng. Các bạn thấy nó lên cực kỳ là đẹp, là phê luôn. Các bạn thấy nó lên rất là tốt luôn. Đây, cây này nó lên rất là nhanh. Đây là những cây lá dứa nó rất là lên rất là xanh. Nên những cây này các bạn có thể trồng những cây ăn quả. Những cây ấy rất là đẹp luôn. Đây. Những cái khu này thì các bạn hoàn toàn có thể là trồng cái cây ăn quả được. Đây, các bạn thấy không gian nó rất là rộng luôn. Cái không gian thì ở bên trên đây các bạn thấy bên trên nó là vườn cây phong lan của mình. Vườn này mà trồng dưa lưới dưa ấy thì rất là tốt luôn. Các bạn thấy ở xung quanh này, rất là đẹp. Đây là góc này thì mình cũng bố trí một cái ống thoát nước nữa luôn. Một ống thoát nước phi 60. Đứng chui trong rầm. Các bạn thấy là nên không gian cây nó lên khá là xanh luôn các bạn. Đây, xanh dài đây. Đấy, rất là đẹp mắt.
Bên dưới này thì là những cây phong lan, những cây cây lan cát lại A, những cây lá lếp rất là thơm. Đây, các bạn thấy nó lên rất là đẹp luôn. Đặc biệt là trồng cây ăn quả thì nó rất là sai. Đây là những cái gốc mướp này nó leo lên, quả nó ra rất là tốt. Các bạn thấy là vừa mới tháo một lúc lẫy. Còn đây bên này thì là cái hệ thống thoát ống kỹ thuật đây. Đây các bạn thấy là đây là một cái ống phân, ống thoát 75. Đây là ống thoát nước. Đây là ống thoát nước và đây là cái ống thoát phân cũng là ống 75 được thu lên ống 34 để thoát hơi luôn. Đấy, thu nhỏ lại để nó ấy lên. Đây, những cái ống ấy các bạn thấy là nó rất là gọn. Nó không lất lát một tí nào luôn. Còn đây là ống thoát hơi, cái ống thoát hơi phi 34 đây. Đấy, các bạn cứ bảo là phải cái hộp kỹ thuật riêng nhưng mà theo mình nghĩ là nó không cần. Nó rất là ok, chứ chúng ta cũng không cần ống to 110 thì chúng ta không thể lắp được luôn. Đấy, chúng ta dùng những cái ống nó rất là nhỏ thôi. Ống 75 xuyên tường là được. Đấy các bạn thấy là từ lấy đến giờ tháo nó rất là nhanh, nó đã cạn rồi. Nó đã cạn. Đấy, các bạn thấy là nó đã cạn nhanh rồi. Cạn. Đây các bạn thấy là mới được mấy phút thôi nhưng hoàn toàn nó đã cạn. Chúng ta có thể bỏ ra. Và chúng ta nếu chúng ta sợ mưa thì chúng ta cắm cái này, nếu như trường hợp chúng ta cạn, nếu chúng ta đóng cái này lại thì hoàn toàn là nước mưa nó có thể lọc qua những cái ấy này. Khi đầy quá đây thì nó tràn đi, nó ấy xuống thì của chúng ta nó không bao giờ nó bị ngập cả. Đấy, nó rất là ok thì cây nó sẽ lên rất là tốt luôn. Đây các bạn thấy trồng những cái quả mướp này thì những cái cảnh của chúng ta nó rất là thích luôn. Rất là đẹp. Sai như vậy các bạn thấy là nó cực kỳ là sai. Đây, chúng ta có thể là cho chúng ta cắt thì những cái quả như thế này. Đây, chúng ta thấy là một cái quả mướp rất là ngon luôn. Đây, những cái quả mướp rất là ngon. Đây, những cái quả mướp như thế này chúng ta cắt nó. Đây, các bạn thấy là nó rất là tươi. Chỉ cần hai quả này cực kỳ là thơm luôn. Cái giống mướp Hương này nó rất là thơm các bạn. Rất là thơm luôn. Thơm và rất là ngon. Đấy, các bạn thấy một cái dây như thế này thì chúng ta thoải mái, chúng ta ăn, chúng ta chiêm ngưỡng. Đấy, quả nó vẫn ra tiếp. Các bạn muốn nó ra liên tục thì nó cứ ra quả này, xong các bạn ngắt cái ngọn nó đi thì nó lại đỗ. Đấy, đây. Cực kỳ là sai luôn. Các bạn thấy nó sai rất là mê ly. Đấy, như vậy đây là vẫn còn là 6 quả nữa. 6 quả. Các bạn thấy là chỉ cần một giây thôi chúng ta thoải mái mướp, chúng ta ăn mướp Hương rất là thơm luôn. Hoa thơm lên vườn chúng ta cắt thì nó rất là thơm. Đây. Được một cái vườn cây theo mình thấy là rất là hiệu quả các bạn. Quả to như thế này thì này, xanh mướt luôn, tươi giói, ăn ngọt hiệu luôn. Đấy. Nó rất là tốt. Thì các bạn có thể trồng bất cứ cái cây gì mùa nào thức đấy các bạn trồng nó đều lên tốt đẹp. Đấy. Đấy. Chúng ta thấy là cái vườn đây là cái vườn bên trong này là cái vườn phong lan của mình. Đấy. Đây trồng cái dây mướp nó leo. Các bạn thấy là cái dây mướp nó leo, trồng cái quả nó chịu chịt cái quả thế này thì các bạn thấy là đấy, một cái dây này 1 2 3 4 5 6 quả. Cực kỳ là đẹp luôn. Rất là phê.